7 cái tiền tiền án tiền sự. Thế là chú Long không được về. Đấy, 6 OK, tôi quý cán bộ, Trần Hoàng Sơn với mũ Cò Bán ạ. anh vẫn lên Lạng Sơn, và khi nghe chuyện anh Long bị này là anh em trên Lạng Sơn cũng đã gọi về rất là nhiều để hỏi thăm anh Long nha em nhé. Trần Hoàng Sơn ơi, mũ nhà mình có bán nha. Mũ có 3 màu, màu đen, màu đỏ bọc đôi như anh Hải đang đội và Đây màu đỏ cờ đỏ tươi rất là đẹp, có giá là 350.000 một mũ ạ. đen đỏ đâu, cái đỏ đâu Ở đây ạ. nhỉ, con các cháu nó đấy mà bị dính đến thôi chứ Long không buôn bán nha bạn nhé. Anh Cường chạy thế nào mà hơn 2 tiếng lâu thế? Cũng này lên rồi bị xử án hết thì chào Nguyễn Ngọc Trường nhá, chào anh em 36 nhá. Chính nhá, chú cả chú Long thì hai anh em từ ngày bé thì không được ở nhiều với nhau, hai anh em thì cứ lúc nào cũng cũng bị đi hết, cứ người chạy nọ người chạy kia, chả để được gần nhau. Đến cái năm 22 chú về thì lúc đấy thì chú Long cũng đang có chuyện. Sau một thời gian thì chú Long lại được tha tội thì chú và chú Long được ở đây. Lần đầu tiên hai anh em ở gần nhau là được mấy năm đấy, được 2 năm đấy. Chào Kiều OK, Ngô Chí Huy. Cảm ơn Kiều Loan nhá, anh cảm ơn Kiều Loan. Đấy, chú và chú Long ở nhà nhau được 2 năm thì đến là chú Long lại lại có chuyện. OK, đúng rồi, Thảo Tùng rất là buồn tại gia đình mà có chuyện mà. Thế nhà có những bạn bên đấy, các bạn bên bên top top, các bạn không biết chuyện gì, các bạn không hiểu chuyện, các bạn bán bảo là sao em trai bị bắt mà vẫn ngồi đây live stream, thì mình chỉ nói các bạn là này, có bất cứ một cái điều gì buồn bã đến đâu, các bạn cứ thấy các bạn thế thôi, buồn bã đến đâu buồn bã thì cuộc sống nó vẫn cứ tiếp diễn, cuộc sống lúc nào nó cũng đi về phía trước chứ không giờ đi tụt lùi lại. Thế cuộc sống tiếp diễn, có đau buồn có vui sướng có gì cả thì mình vẫn phải sống, 190k. mình vẫn phải làm cái công việc của mình, nó là vậy. OK, chào Rô Chê. Thế nha, là việc mình làm mình vẫn cứ là làm, có cái việc gì nó ra việc đấy đúng không? OK, Ngô Sĩ Huy. Đúng rồi, đúng rồi, Mai Lê, cái đấy là cái đáng trách. Đúng rồi, đúng rồi, OK, Vương Nguyên Đức nha, Vương Nguyên Đức. Rồi rồi, thụ nhân, chú ơi, chào bà bánh ngon không chú? Thụ nhân ơi, bạn có thể mua, bạn dùng thử sản phẩm của mình nhá. Bạn có thể mua, bạn mua sản phẩm, dùng thử sản phẩm nhà mình nhá. Còn ngon hay không là do cái miệng mình cảm nhận. Chứ mình nói, mình bán hàng có thể mình nói là ngon, nhưng bạn không ngon sao nhá bạn nhá. Mình lấy vợ rồi nhá, Linh Tiến Công. Cảm ơn Kiều Loan, Đức Hưng Đức. Khánh Nam ơi, nhà mình có like TikTok nữa, thế nhưng Mình mà có nhà live mình Victor sẽ vừa rồi, mình vừa nghỉ rồi bạn nhá. Ở đấy Thái Minh ạ, cứ đưa cho người ta, cứ câu view câu like, người ta đưa mình vào để mà cho cái tờ báo nó thêm nặng ký, cho tít là thêm nặng ký, chứ thật sự là thế nào mình cũng không biết làm nào được. Nhưng mà cái truyền thông bây giờ nó thật sự là nó là ghê gớm, bởi vì mình cũng là người tham gia làm tham gia hoạt động trên mạng xã hội, như bạn thấy, tức là từ lời ăn tiếng nói luôn luôn phải giữ ý, sợ lắm. Tôi nhớ thế là tôi mình chia sẻ với các bạn để cảm ơn Thái Minh, cảm ơn Lê Túc, Vũ Giang, Hoàng Lê, Phút Bù Giờ, rồi Nguyệt Nguyễn, Cường Phan nhá. Chào